Nguyễn Minh Hải, thiếu gia phân bón, bạn trai Hòa Minh Di, gia thế khủng cỡ nào? Danh tính nửa kia của nữ ca sĩ Hòa Minh Di được quan tâm sau khi mạng xã hội rộ lên thông tin chia tay. Mới đây, netizen đang lan truyền chóng mặt thông tin Hòa Minh Di đường ai nấy đi với bạn trai thiếu gia trên mạng xã hội. Loạt bằng chứng đã được đưa ra khiến dân tình bán tín bán nghi. Ngay lập tức, danh tính nửa kia của nữ ca sĩ Hòa Minh Di được dân tình truy tìm và đặc biệt quan tâm. Doanh nhân Nguyễn Minh Hải là ai? Kể từ năm 2017, sau khi chính thức công khai hẹn hò với ca sĩ Hòa Minh Di, doanh nhân Nguyễn Minh Hải mới được biết đến nhiều hơn. Doanh nhân Nguyễn Minh Hải sinh ngày 27 tháng 6 năm 1988 tại Long An, là chồng ca sĩ Hòa Minh Di và không hoạt động trong giới giải trí. Anh là thiếu gia của cặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Minh Đăng và bà Nguyễn Thị Lan. Hiện thiếu gia Minh Hải đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và là giám đốc của công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây, thuộc quản lý của gia đình. Gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả nhất nhì thành phố Long An. Anh trải qua mối tình 3 năm cực ngọt ngào cùng với nữ ca sĩ Hòa Minh Di và cái kết cho mối tình ngọt ngào là sự ra đời của cậu quý tử đầu lòng kháu khỉnh tên Bo. Đại gia Nguyễn Minh Hải là tín đồ của hàng hiệu với những sản phẩm có giá trăm triệu đồng tới tiền tỷ. Anh thường xuyên mua sắm những món đồ đắt tiền cho bản thân cũng như tặng mẹ và tặng vợ. Trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội, hình ảnh đại gia phân bón đất Long An gắn liền với cơ ngơi đồ sộ, biệt thự khủng. Ngoài ra, Hòa Minh Di từng chia sẻ chồng hỗ trợ mình rất nhiều trong công việc. Anh ấy là người rất tuyệt vời, có tri thức và lòng nhân ái. Tôi cũng rất hạnh phúc, cuộc đời ngọt ngào, thật sự và giúp công việc thăng hoa hơn rất nhiều. Doanh nhân Minh Hải cũng dành nhiều lời có cánh cho vợ. Anh từng chia sẻ rằng thấy bản thân may mắn khi lấy được Hòa Minh Di làm vợ và mong cả hai sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Phân bón Long Việt của thiếu gia Minh Hải làm ăn ra sao? Dữ liệu của Dân Việt cho thấy ở thời điểm hiện tại, doanh nhân Nguyễn Minh Hải là đại diện pháp luật tổng giám đốc của công ty cổ phần phân bón Long Việt. Đây cũng là doanh nghiệp vị thiếu gia nắm giữ 12,5% vốn điều lệ. Bên cạnh bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Nguyễn Minh Hải sở hữu 82,9%, còn lại là Nguyễn Minh Đăng, bố của Nguyễn Minh Hải. Chỉ tính riêng phân bón Long Việt, tài sản của doanh nhân Nguyễn Minh Hải ước tính khoảng 30 tỷ đồng, phân bổ tổng tài sản theo tỷ lệ sở hữu. Theo lời giới thiệu trên website công ty, phân bón Long Việt là đơn vị có lịch sử hình thành và phát triển về lĩnh vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hơn 30 năm. Công ty cổ phần phân bón Long Việt được hình thành với nhà máy đầu tiên từ năm 2012, chuyên sản xuất phân bón NPK cao cấp và các chế phẩm phân bón nhằm cải tạo đất. Mặc dù truyền thông và mạng xã hội cho biết chồng ca sĩ Hòa Minh Di sở hữu phân bón Long Việt là doanh nghiệp lớn nhất nhì miền Tây, nhưng trên bảng xếp hạng VNR 500, phân bón Long Việt chưa từng có mặt. Báo cáo tài chính của công ty những năm gần đây cho thấy, dù doanh thu có bước tăng trưởng đều đặn nhưng lợi nhuận liên tục đi giật lùi, thậm chí ngập trong thua lỗ nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 2,1 tỷ và đến năm 2017, phân bón Long Việt lỗ 0,4 tỷ. Đến năm 2018, doanh thu đạt 374 tỷ đồng, tăng 5%, nhưng phân bón Long Việt tiếp tục lỗ 3,3 tỷ đồng. Năm 2019, phân bón Long Việt ghi nhận sự phục hồi khi báo lãi 0,5 tỷ đồng, nhưng bước sang năm 2020, doanh nghiệp này tiếp tục lỗ 0,37 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh thua lỗ nhiều năm đã ăn mòn vốn chủ sở hữu của phân bón Long Việt. Năm 2016, vốn chủ sở hữu của công ty là 39 tỷ đồng, thì tính đến cuối năm 2020 chỉ còn 35,3 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giai đoạn những năm qua của phân bón Long Việt luôn ở mức ngất ngưỡng, lần lượt là 4,3 lần 2016, 7,8 lần 2017, 5,9 lần 2018, 5,3 lần 2019 và 6,2 lần 2020. Có thể thấy dù doanh thu công ty vẫn tăng trưởng cao nhưng lãi mỏng. Thậm chí trong bối cảnh một loạt doanh nghiệp sản xuất phân phối phân bón trong ngành liên tục báo lãi, minh chứng cho năng lực quản trị chi phí phân bón Long Việt đang gặp vấn đề. Một trường hợp khác đặt ra là phân bón Long Việt có thể đã chủ động trong quản lý chi phí đầu vào, chi phí hoạt động nhằm giảm gánh nặng thuế thu nhập. Bên cạnh phân bón Long Việt, Nguyễn Minh Hải còn là nhà sáng lập, sở hữu cổ phần tại các công ty của gia đình liên quan đến sản xuất phân bón phân bón NPK như công ty cổ phần quốc tế Hưng Nông, sáng lập sở hữu 15% vốn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đăng Lan, từng được sở hữu 66,67%, hiện đã chuyển sở hữu cho ông Nguyễn Minh Đăng. Ngoài ra, Nguyễn Minh Hải cũng hợp tác kinh doanh với các doanh nhân khác liên quan kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày như thành lập công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch The Palm, sáng lập nắm giữ 30% vốn điều lệ. Xuất nhập khẩu hàng hóa như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên Ân Group hiện đang tạm ngừng hoạt động. Các công ty này đều có quy mô nhỏ.